giả hạt ta ly. Mến chào anh chị yêu thích hoa lan. Hôm nay em xin được phép giới thiệu đến anh chị một dòng giả hạt hiện đang được rất yêu thích trên thị trường, mang tên giả hạt ta ly. Cây có cánh hoa sắn, mặt hoa to hơn các loại cánh thẳng. Thân cây tròn mập, đốt khít, cây rất khỏe mạnh. Hoa có mùi thơm quyến rũ, rất bền và lâu tàn. Cánh hoa trắng tím bắt mắt. Hiện nay cây rất có giá trị trên thị trường. Cây bán là cây con được gieo hạt từ cây mẹ chuẩn vùng miền nha anh chị. Cây có mặt hoa như cái hình anh chị đang xem. Thì trong video lần này có khoảng 100 cây xuất bán. Cây bán là cây con cao từ 3-5cm, đang phát triển rất tốt anh chị. Rễ của nó đang phát triển và ra rất là nhiều anh chị ha. Lá của nó thì xanh thẳng. Một cốc như thế này có giá là 100.000 đồng. Mức giá này theo em đánh giá là khá phù hợp và rất là cạnh tranh so với thị trường hiện nay anh chị ha. Thì anh chị có thể tìm hiểu một số thông tin giá về giá hạt ta ly trên thị trường hiện nay. Mức giá này theo em đánh giá là mức giá khá phù hợp và rất cạnh tranh so với thị trường bán giá hạt ta ly hiện nay. Vì thế rất mong anh chị ủng hộ bằng cách là gọi về số là 0947074048 hoặc gọi về số là 0938287972. Hoặc là anh chị có thời gian thì anh chị vui lòng nhắn giùm em cái tin là đặt hàng bao nhiêu cây giá hạt ta ly và tên và địa chỉ để em gửi về anh chị ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.